Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Dũng. Tiếp tục chuỗi series làm về thủ thuật ở trên Facebook. Trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ dẫn mọi người là cách viết status dài nhưng vẫn có màu nền ở trên Facebook năm 2021. Here we go. Như mọi người đã thấy ở trên màn hình ấy là Dũng đang soạn một cái status và mọi người thấy là cái bài viết này thì nó vẫn có màu nền. Và mình có thể thoải mái là thay đổi cái màu nền cho nó. Nhưng mà bây giờ Dũng chỉ cần viết thêm một chữ thôi là cái màu nền ấy hoàn toàn sẽ bị biến mất. Đây mọi người này. Dũng vừa viết thêm một chữ thôi là màu nền hoàn toàn biến mất. Thì vậy làm sao chúng ta đăng được một cái bài viết ấy rất là dài mà nó vẫn có màu nền. Ví dụ như cái bài viết này. Đây này. Như mọi người thấy là bài viết này rất dài này. Và nó vẫn có màu nền. Thì vậy làm sao chúng ta làm được như vậy? Thì bước đầu tiên nhá là mọi người vào một cái trình duyệt web. Ở đây Dũng sẽ vào là Google Chrome này. Xong mọi người nhập cái đường link địa chỉ web là facebook.com. Sau đó bước tiếp theo là mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Facebook của mình vào đây. Như mọi người đã thấy ở trên màn hình ấy, là Dũng đã đăng nhập xong cái tài khoản Facebook của mình vào trên cái trình duyệt web Google Chrome. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần bạn đang nghĩ gì ấy, và mình sẽ nhập một cái status ngắn trước. Bây giờ ví dụ là 10 thói quen tốt này. 10 thói quen tốt này. Đấy, xong mình chỉ cần viết như thế thôi. Và mình chọn cho nó một cái màu nền. Xong mình chỉ vào cái phần là chỉ mình tôi trước nhá. Xong bây giờ Dũng sẽ nút đăng. Đấy, như vậy là Dũng đã đăng xong cái bài viết này. Thì bây giờ chúng ta muốn viết dài ấy, thì chúng ta sẽ vào chỉnh sửa. Thì Dũng sẽ vào app ghi chú này. Dũng lấy cái bài viết dài này ra. Dũng sẽ kéo xuống này, lấy một đoạn rất dài này. Đây, Dũng sẽ sao chép cái đoạn này. Mở lại Google Chrome này. Xong giờ mình vào nút 3 chấm này. Mình vào chỉnh sửa bài viết này. Xong giờ mình sẽ dán nó vào. Như vậy là cái bài viết của chúng ta rất là dài rồi. Xong giờ Dũng sẽ ấn nút lưu. Đây, như mọi người đã thấy này, mặc dù là cái bài viết của chúng ta rất dài nhưng nó vẫn có màu nền. Bây giờ mình chỉ vào xem thêm này, thì mình vẫn xem được toàn bộ bài viết đấy. Đây mọi người này, thì đây là một cái mẹo, một cái thủ thuật mà rất là ít người biết mọi người nhá. Thì ok, Dũng xin kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn thành công.